Trên đường đua trắng xóa, các tay đua vẫn tăng tốc, bất chấp mọi điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như mặt băng trơn trượt, nhiệt độ xuống dưới mức 0 độ C. Điều đáng chú ý là đa số họ đều không phải là vận động viên đua xe chuyên nghiệp, mà là những người bán thịt, thầu khoán hay nhân viên bảo trì. Họ đến với những sự kiện dạng này do đam mê thử thách bản thân. Cảm giác được tăng tốc đến 112 km/h và việc cho xe trượt dài trên băng thật tuyệt vời và không thể tìm thấy ở bất cứ cuộc đua nào khác. Để làm giảm sự nguy hiểm khi lái xe trên đường đua bị phủ lớp tuyết dày, các tay đua thường trang bị thêm hàng trăm đầu đinh ốc nhọn trên lốp xe, giúp chúng bám mặt đường tốt hơn. Những đợt giá rét kinh hoàng ở Mỹ từ đầu năm đến nay đã làm hồ Sacandaga và một số hồ nước lớn khác ở phía bắc bang New York đông cứng, tạo điều kiện thuận lợi cho những người yêu thích đua mô tô trên băng được thỏa lòng đam mê.